Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh xe thế giờ của em ạ Lời đầu tiên em chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe Video sau này em sẽ cập nhật về giá xe cho em về dòng xe Mitsubishi Triton Bản tải Triton đấy ạ Vậy thì video này em sẽ giới thiệu cho anh em về phần giá xe này Tổng lăn bánh này Và các chương trình khuyến mại của chiếc xe Mitsubishi Triton Cho cả 3 phiên bản Là bản 2 cầu Premium, bản 1 cầu Premium và bản 1 cầu số số tự động bản thường cũng như video này em sẽ tính luôn cho anh em về tổng lăn bánh cho anh em hà nội ở tỉnh và ở thành phố hồ chí minh để cho em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất còn anh em mà muốn được review xe cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường việt nam thì anh em hãy comment phía dưới cho em nhé để em sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể cho em ạ còn anh em mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh em nhé bởi vì kênh xe thế giờ của em sẽ chuyên về giá xe tổng lăn bánh và các chương trình khuyến mại ok em sẽ phép được đi vào vấn đề chính luôn cho anh em nhé Đầu tiên giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Mitsubishi Triton bản hai cầu premium, nó bản cao cấp nhất của dòng xe Mitsubishi Triton đi ạ. Với giá miết của nó đang là 865 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang áp dụng các chương trình khuyến mại cho em như sau là tặng cho em một lắp thùng này, camera lùi này và máy lọc không khí này. Hoặc là anh em có thể là lấy sang là một năm bảo hiểm, camera lùi và máy lọc không khí Panasonic em nhá. Đó. Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào, tặng phụ kiện ra sao thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em nhé. Qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình, cam kết với anh em giá lúc nào sẽ là tốt nhất thị trường cho em đi ạ. Vậy thì chiếc xe bán tải chi tông này lăn bánh lên giờ đang là 901 triệu ạ. Trả góp thì anh em bỏ ra với giá đang là 245 triệu anh em nhé. Còn là tỉnh thì đang là 891 triệu, trả góp thì đang là 235 triệu ạ. Đó. Về phần giá xe và tổng lăn bánh thì chỗ này thì vẫn áp dụng các chương trình khuyến mại tặng đồ và phụ kiện cho em nhá Các chi phí tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạ này, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Còn một số các chi phí mới chưa tính vào cho anh em đối chất thẳng đó là bảo hiểm tự nguyện. Bởi vì bảo hiểm bảo hiểm tất vỏ nó bảo hiểm tự nguyện anh em nhá Anh em có muốn mua hay không mua thì phụ tùy em thôi. Còn trong trả góp thì em đã tính vào cho anh em rồi, bởi vì trả góp là bắt buộc là phải mua tối thiểu là một năm anh em nhé. Ok tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Mitsubishi Triton bản một cầu bản premium với giá miết của nó đang là 740 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì cũng đã áp dụng các chương trình khuyến mại giống như bản 2.0 premium đó chính là tặng cho anh em, anh em đó chính là uh, lắp thùng này, camera camera lùi này, máy lọc không khí này hoặc anh em có thể lấy là bảo một năm bảo hiểm tân vỏ tặng cho anh em là camera lùi và máy lọc không khí Panasonic em nhé. Còn anh em mà muốn được giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào, tặng phụ kiện ra sao thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em nhá. Cam kết anh em giá lúc nào sẽ là tốt nhất trường cho em đấy ạ. Vậy thì chiếc xe bán tải chi tông bản một cầu premium này lăn bánh ở Nội giờ đang là 772 triệu trả góp thì anh em bỏ ra với giá đang là 211 triệu thì ạ Còn là tỉnh thì đang là 763 triệu trả góp thì anh em bỏ ra với giá đang là 202 triệu thì em nhé dưới phần mô tả của video này đã có một đường link đó chính là anh em có thể vào đấy là Gửi cho các thông tin như sau gồm có tên này, địa chỉ này, số điện thoại này, loại xe mình quan tâm này, mua trả thẳng hay trả góp này thì anh em hãy điền các thông tin vào đấy nhé để em sẽ gửi lại cho em các thông tin chi tiết về cái sản phẩm đấy, giá xe, tổng lăn bánh hay là các chương trình khuyến mại cũng như là trả góp chi tiết cho anh em để cho em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Ok em xin phép em sẽ là giới thiệu cho em về chiếc xe cuối cùng đó là chiếc xe bán tải chi tông bản uh, số tự động bản một cầu bản thường ạ với giá miết của nó đang là 630 triệu ạ hiện tại đại lý chúng em đã áp dụng các chương trình khuyến mại đó chính là giống như hai bản trước đó chính là tặng cho mình là thùng này camera lùi này máy lọc không khí Palosilic hoặc là anh em thể lấy là một năm bảo hiểm thân vỏ camera lùi và máy lọc không khí Palosilic em nhá còn anh em mà muốn được giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào tặng phụ kiện ra sao thì em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin zalo cho em nhá chắc chắn chắc chắn với anh em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất trường cho anh em ạ. Vậy thì chiếc xe bán tải chi tông bản số tự động bản một cầu loại thường này lăn bánh nhân Nội giờ đang là 654 triệu trả góp anh em anh em bỏ ra với giá đang là 179 triệu thôi ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 647 triệu trả góp thì anh em bỏ ra với giá đang là 172 triệu thôi em nhá. Đó. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe này, tổng lăn bánh này và các chương trình khuyến mại của chiếc xe bán tải mitsubishi triton rất là chi tiết cụ thể rồi vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh em nhé để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ của xe mitsubishi cũng như các hãng xe khác nhau ạ à. từ hyundai kia mazda vinfast mitsubishi sanfor hay rất nhiều hãng xe trên thị trường việt nam để cho em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất còn anh em mà muốn review xe cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường việt nam thì em hãy comment phía dưới cho em nhé để em sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể cho mọi Ok em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.